mình xuống dưới đây rồi, cát này, cát này cát to xây nhà đã các bạn, quá to luôn, quá to luôn mà con này. Chiều đây con mít sò quá trình luôn, wow đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời luôn bà con. Wow, xuống tới biển luôn. Dạ mình đi đâu vậy? Núi này lạ quá. Núi nó có màu lạ quá ha, cái này giống gô quá ha. Thôi mình lượm được cục gô ăn ký. Đá màu ngộ ha, vàng mà thấy tượng vàng rồi, cái vàng kính thấy không, đá đó nha. Đây lá nhẹ nhẹ, ô chim kìa. Yellow gold nè, màu này bộ gold nè, yellow, wow nè, đá đẹp không, đẹp đây không, đẹp hồng không. Wow, lạ quá ha, còn mấy con chim quá chừng à, con bự dưới à, con ghê chưa.
đá kiếp không? Cái con chim nó ăn ăn con mứt sò. Cali ngày về Cali có gì lạ không em? Mai anh về để sò lên này dọc đây nè. Wow. Ồ có cua. Hè cua. Cua nè. Con cua hả?
con cua. Có mấy đứa nào bắt vứt sổ để chết nào sắp đá vậy ta. Đi lên nhà đó hả? Lên nhà đó hả? Chưa. Đi hả? Ở năm trăm cuộc đời ngày xưa trở về chụp selfie ra biển không? Hai vợ chồng ngắm ra biển không? Dấu thái được chưa? Ok, làm lại nha. Lên hả? Thôi đủ rồi, đi. Ồ, đá nè, đá đẹp không? Đá đẹp á. Này tưởng vàng. Lâu về xưa ngày ban thêm ơn nãy giờ mình quay cạnh biển giờ mình đến mình về đây là cho con sống yêu thương ngài Chúa dấu yêu, xin che chở
cuộc đời con. Lạ vậy, đến ngay chỗ đó, đúng chỗ đó luôn. Đẹp chứ, con nít chờ tắm tới được. Rất đẹp lắm, rất đẹp. Phải nói là chỗ này lần đầu tiên đi, rất đẹp. Bây giờ điện thoại rất đẹp.